chiếc thương lại phong mê bình nông hạ sương ở thành ngớt thật xuyên cờ sang ngà nông bích hậu đi cờ bày ép bày học thì bốn lại chương chẳng mất quen quán lẩy sang ngà ai ngọc sơn đi chứ nên cả hết quen năm nay những quen cần qua điện thoại Facebook Zalo chứ nên là những bích hậu đi chẳng ngà hẹn ai ngọc sơn đi cày qua chờ nghỉ phố chứ nên là trai ngọc sơn dù tác bản nhớ đi chẳng ngà sửa phúc hùa lúc qua sửa phát bá lúc này thầy tù hân có bị in chứ nên trai ngọc sơn đi chẳng ngà bầu phí ổng liệt mường bầu phí phương liệt nằm bầu phí nuôi ổng kiếu đến mương vươn chất bạch qua lào sao chẳng mất qua báo lẩy qua cắn liều sông sai ta biết cảnh số nên chắn điều lẩy quang chủ chơi chẳng em xưa áo lẩy quang báo quang xảo đi chẳng cô xúc bò xúc mẹ hôm nay cả chẳng hắt chẳng quanh cái cô hở bày cái lẩy hở cười cùng chết sau âu chết lưu thì mấy quá xứ nào ở mưa đi hết chẳng mưa sẵn biết chết sắc phu ta cả nay kia mà hả lẩy chẳng cảm ơn xúc lại xúc mẹ qua mẹ kia nào bản tờ nát nửa ở căn quốc kia bác càn mắt tụng mắt tôm sắc phu kia nào mắm đi thầy với mẹ ngần xưa tặng nào sắc phu ta tặng ai chúc hở xúc lại xúc mẹ qua mẹ kia nào bản của âu bác cả hào chút màn dưng dết kín quán tay mà cường quay mà ca màn diệm sân bờ sầu sân ngọt và dung lòng lúc đọc bỏ phải nhà ước và dung nai lúc nam màn góc cuộc và ghi sổ số là chúng sân giáp tỉa đang hào chút màn dưng sân bờ
nắm chặt bàn tay của nhau, di chuyển về sân khấu tình yêu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị. Các bạn trẻ chúng ta như thể đôi chim, con đi đằng trước, con gật gù đằng sau. Các bạn trẻ chúng ta như thể đôi tầm, ăn chung một lá lại nằm cùng một nơm. Với tất lúc là hoa hẹn nở thì hội ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cái chim bay khắp dải ngân hà, cho các bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Như vậy trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đây đã xuất hiện hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay để ra mắt tại toàn thể vị quan khách. Và để được vững địa hình vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể không thể quên được các bậc sinh thành. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà trai, ông Cà Văn Liên và bà Quang Thị Đài là thân sinh phụ mẫu của chú rể Ngọc Sơn, cùng xin bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt tại toàn thể quý vị quan khách. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà trai. Vâng, xin mời. Vâng, thật đúng là có nam có nữ thì mới nên xuân, có nhà trai nhà gái thì mới nên vần thông gia. Vừa chúng ta được chào đón bên phái đoàn hội nhà trai rồi, một thành phần không thể thiếu trong ngày vui trọng đại của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là phái đoàn hội nhà gái. Giờ phút này Minh Thành xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu, xin được trân trọng kính mời bố Lò Văn Phương và mẹ Quang Thị Banh sẽ cùng nắm chặt tay nhau, nở ra nụ cười thật tươi thắm, bước về sân khấu tình yêu, đứng về phía cô dâu Bích Hậu xinh đẹp, dạng người hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa quý vị không quên dành một tràng pháo tay trị giá 1 tỷ đồng để cùng chào đón phái đoàn hội nhà gái nhé cô ạ. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân yêu thân mến, như vậy trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đây đã có mặt đông đủ đại diện hai bên gia đình tham gia và hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời hai bên gia đình tham gia và cô dâu chú rể sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các quý vị ơi. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến quý vị. Giờ phút ở đây thì những nhân vật đặc biệt hạnh phúc và quan trọng nhất cũng đã xuất hiện trên sân khấu tình yêu đôi bạn trẻ rồi. Vâng, hôm nay thật đúng là nhà gái hân hoan mừng giới thảo, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên gia đình xuân vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Chính thức lại phong mê pinh ông hạc sướng, ở tỉnh ớt tỉnh xuyên cờ sang ngà nông bích hậu ni cờ bày ép bày học ý bón lại trương. Chẳng mất quen quán này sang là ai Ngọc Sơn đi. Cho nên cả hết quen cầm này, hình quen cần qua điện thoại, Facebook, Zalo. Cho nên là nhìn Bích Hậu này chẳng là hẹn ai Ngọc Sơn đi phải qua chờ nhìn phố. Cho nên là trai Ngọc Sơn dù tác bản nửa này chẳng là sửa bốc hùa lúc qua, sửa phát bá lúc này thầy tù hân ở bài in. Cho nên trai Ngọc Sơn này chẳng là báo pí ỏm liệp mường, báo pí phương liệp nằm, báo pí nôi ỏm kiếu đỉnh mương, bươn chất phải phò lao, sao trắng mắt phò báo, lẩy phò cắn liều, song sai ta tít cắn số nen trắng tiểu, lẩy quang trụ trai trắng len su ảo, lẩy quang báo quáp xào, nhưng trắng tô su phò su mè, phò mè cả trắng hắc trắng banh, cái khu hở bày, cái lẩy hở gần, rất sầu, âu rất lù, tế mạnh hóa sứ nâu, ở mưa ni mưa lý bên chăn mưa sẵn bên chép, sẵn phu gia tả nai kiếm ma hà lầy, chẳng cảm ơn xung lại xung em phò mẹ pinh bản tờ na nửa, ở cần bốt bia bác cán mắt tủng mắt tôm sẵn phù mẹ nọ mâm nì, khỏi bước miệng hần xưa tặng nà ở sẵn phu gia tả nai, chúc hở xung lại xung em phò mẹ pinh nọ bản khuôn hâu, và cả hào chân màn dưng, dạy kinh phó tai mà khửng khai mà ca màn, siêng sân bờ sờ sân ngọt, và dung nồng lông nồng bò bà nhà ứ, và dung na lông nam màn cắp cuồng, và in số số là chúng song sáp tiền á hào chứ mấy nó xung mạng xung mạng đâu. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành đại diện của MC Quang Tàn, đại diện cho hai bên gia đình cũng như đã lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho anh sẽ luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong công tác của mình. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn, trăm năm hạnh phúc cho chú rể Ngọc Sơn sánh duyên cùng cô dâu xinh đẹp Bích Hậu, được sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép. Với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Minh Thành và MC Quang Toàn được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Ngọc Sơn Bích Hậu chính thức được 31 đời. Xin mời chúng ta hãy nở ra một tràng pháo tay trị giá 1 tỷ đồng để cùng chúc mừng các quý vị.
xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã làm niềm hạnh phúc nhân đôi cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chị trân trọng và kính mến, và trong ngày vui, niềm phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, đôi bạn trẻ chúng ta cũng như hai bên gia đình ngoài đón nhận được cả những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp, sự diện có mặt đông đủ của quý vị quan khách chúng ta cùng trở về đây trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ vấn đề đôi bạn trẻ chúng ta sẽ được đón nhận những phần quà, những kỷ vật yêu thương đến từ người thân, người nhà trong gia đình của mình. Giờ vấn đề đây, Minh Thành xin trân trọng kính mời món quà đầu tiên, món quà đến từ gia đình của họ nhà gọi gái ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời em trai của cô dâu ngày hôm nay sẽ cùng di chuyển về sân khấu tình yêu đôi trẻ ngày hôm nay, có món quà yêu thương để cùng chúc mừng hạnh phúc cho anh chị của mình. Vâng, xin trân trọng kính mời. Vâng, có thể nói rằng là một món quà rất là tuyệt vời. Vâng, và theo sự quan sát của ban tổ chức của tôi thì món quà có ghi là bố mẹ Phương Banh kính tặng gửi tặng hai con ngày hạnh phúc, con gái về nhà chồng. Vâng, con số không hề ít ạ, một con số rất là cao. Vâng, 60 triệu đồng, một tình cảm rất là tuyệt vời. Quý vị có thể dành tình cảm cho cô dâu và chú rể cũng như chúc mừng món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa nay, một tràng pháo tay thật lớn đấy quá. Vâng, một lần nữa xin được đón lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn món quà yêu thương. Vâng, món quà trị giá 60 triệu đồng đến từ những bậc làm cha làm mẹ trong gia đình của cô dâu ngày hôm nay. Vâng, xin được kính chúc cho gia đình bên nhà vợ sẽ luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để cô dâu và chú rể chúng ta luôn được cày nhờ. Vâng, món quà tiếp theo, món quà trị giá 3 tỷ đồng. Quý vị có biết là món quà đến từ đâu không ạ? Đó chính là món quà đến từ tràng pháo tay của quý vị. Quý vị cứ đặt nổi ra một tràng pháo tay trị giá 3 tỷ đồng để cùng chúc mừng hạnh phúc đẹp hòa quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng kính mời em hãy xót thật mạnh và lắc thật mạnh ra diều lên ạ. Muốn xót thì xót, muốn lắc thì lắc, làm thế nào bật nát cho sân banh là được ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, nhà gái thì cũng cô dâu chú rể chúng ta cùng xót rượu đúng không ạ? Vâng, xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tay trong tay, đầu nghiêng sát mái đầu, nở ra được nghề thật tươi thắm, sắp tràn ngập lên tháp ly tình yêu. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đã chứng kiến các bạn trẻ đang cùng tay trong tay rót ly rượu hạnh phúc của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, trước khi yêu nhau thì chú rể Ngọc Sơn cũng có nói thầm bên tai cô dâu Bích Hậu rằng: em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, quý vị và các bạn hãy không quên dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn và thật dài đến không vui ơi. Vâng, các bạn chương trình xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy bật nắp chai rượu sâu banh thứ hai. Vâng, sau khi bật nắp thành công chai rượu sâu banh thứ hai, xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng rót một nửa chai lên tháp ly tình yêu, nửa chai còn lại xin được rót sang 6 chiếc ly bên cạnh. Vâng, rất tuyệt vời, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta tiếp tục rót một nửa chai lên tháp ly tình yêu. Vâng, thật đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm thì duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Xin mời các đôi bạn trẻ chúng ta rót sang hàng ly tiếp theo ạ. Vâng, thật đúng là rượu hồng thì anh rất là ba, và chứa trông thì anh để phần cha, chứa phần mẹ và đôi ta chứa tình. Vâng, thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Từng tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở đầy con. Cô dâu và chú rể chúng ta có được ngày vui trọn vẹn như buổi trưa ngày hôm nay chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc làm cha làm mẹ. Giờ phút này đây để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới những bậc làm cha làm mẹ của mình, xin được trân trọng kính mời cô dâu Bích Hậu xinh đẹp hãy nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của chú rể, và chú rể Ngọc Sơn đẹp trai chúng ta cũng nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và hai ly rượu còn lại xin được trân trọng kính mời hai em cùng nâng ly và trở về vị trí ban đầu của mình. Vâng, xin mời.
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất của cô dâu và chú rể sẽ cùng uống rượu ra vôi. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng khoác tay nhau và cùng uống rượu ra vôi hạnh phúc của mình. Vâng, xin mời. Vâng, một lần nữa xin được kính chúc cho chú rể luôn dơm giữ vững được tay chè của mình để đưa con thuyền tình yêu đến bến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu Bích Hầu luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chung thủy với người chồng của mình để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Và sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ cùng tiến lại gần nhau để chạm ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng ạ, giờ phút này chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc mùa say phút rất là tuyệt vời. Đó chính là hai bên gia đình cùng có dòng chứng để chúng ta đang cuộn ly với nhau. Với một lần nữa sẽ được kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ ngày càng gắn bó keo sơn và thắt chặt hơn. Chúc cho quý tông vật chú để chúng ta tâm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê. Vâng ạ, ngay sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về phía bên dưới từng bàn tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chúc vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời ạ. Bạn mừng tay mưa ni chẳng hề muộn lại bỏ mẹ tưng tè cho bao phay nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kiên trang rô bỏ mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trông khai lu bên lu bờ em coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thâu đong đó toàn ba má chóc lầu trong muôn tàng trầu trong phùa mía mơ mi lụa